Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Thưa quý vị, Quỹ ban nhân dân thị xã Trảng Bàng vừa ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch COVID-19. Theo đó, lịch xét nghiệm sàng lọc cụ thể như sau. Ngày 6 đến ngày 7 tháng 9 năm 2021, phường An Tịnh và phường An Hòa bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Ngày 8 tháng 9 năm 2021, phường Trảng Bàng, phường Lộc Hưng, phường Gia Lộc, phường Gia Bình, xã Hưng Thuận, xã Đông Thuận, xã Phước Chỉ, xã Phước Bình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Các đợt lấy mẫu tiếp theo của kế hoạch sẽ có thông báo lịch riêng. Đối với các khu công nghiệp trên địa bàn, thực hiện từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2021, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, thực hiện cuốn chiếu từ khu công nghiệp Trảng Bàng đến khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung Ba đến khu công nghiệp Thành Thành Công, lịch cụ thể theo sắp xếp của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin. Thông tin cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ HTTPS 2.2 Xuyệt www.ttv11.com.vn. Quý vị hãy đăng ký kênh Tenen TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất. Thân mến chào tạm biệt.